Hello các bạn, hôm nay á là Trâm đang nấu hủ tiếu, vừa nấu vừa làm Uber nè, Uber đi rước rước mấy em nhỏ nữa. Bởi vậy bây giờ đang nấu xong rồi cái lát nữa phải tắt bếp, rồi cái xong đi làm xe ôm rước mấy đứa nhỏ, rồi bắt đầu về. Bây giờ Trâm đang nấu tiếp nè, lát nữa Trâm phải chạy đi nữa. Trời hôm nay á, ở ngoài á mưa râm râm mà nó cũng hơi mát mát lạnh lạnh. Cho nên hôm nay mà có nồi hủ tiếu Nam Vang ăn thiệt là number one. Bây giờ sẽ cùng Trâm nấu hủ tiếu Nam Vang nha. Đây là hủ tiếu Nam Vang kiểu của mình nấu. Ở đây là hôm nay Trâm ăn hủ tiếu khô. Mà ai muốn ăn nước á, thì khỏi chan nước sốt lên. Đây nè, có cục xương và củ cải, hai cái trứng cút. Ở đây là Trâm đã làm sẵn một tô đây nè. Hủ tiếu rất là ngon. Có tim nè, bao tử nè, một cục xương xương sụn, hủ tiếu, cần tàu, từng ô, và ở bên đây là hẹ với giá, rất là hấp dẫn, hành ngò. Trong nồi này á, là Trâm có tổng cộng là 4 thao xương heo, là 2 kg, 2 kg xương heo. Mà kỳ này Trâm lựa xương mà vừa xương ống vừa xương bánh chè và có sụn nữa, thành ra nấu lên á mình lấy cái sụn này nè. Mình ăn chung với hủ tiếu đó, rất là ngon. Một củ cải và một con mực. Bây giờ Trâm sẽ chế nước lên đầy nồi. Xong rồi cái mình bắt đầu cái mình hầm. Trâm đã bỏ nồi lên bếp đây. Ở bên nồi kế bên á, thì Trâm có tim tim heo và một cái bao tử. Trâm đã bỏ chút xíu muối vô đây để Trâm Trâm luộc riêng, chứ không có luộc chung với cái nước súp. Nó sẽ ra cái mùi đồ lòng á, thì nó sẽ không có được thơm ngon. Cái đó là cái kiểu của Trâm làm. Còn bạn nào mà muốn bỏ chung vô á, thì bỏ chung không sao nha. Bây giờ trong đây á, Trâm sẽ nêm một muỗng cà phê bột ngọt. Nếu mà các bạn không ăn được bột ngọt á, thì các bạn khỏi khỏi bỏ. Các bạn có thể nêm bột nêm nấm hay là bột gà cũng được. Nhưng mà mình muốn cho cái nước lèo nó trong á, thành ra Trâm sẽ dùng bột ngọt. Rồi ở đây là Trâm có muối nè, Trâm sẽ cho 2 muỗng cà phê muối. Cái này là mình nêm sơ thôi để mình trụng, để mình bắt đầu mình hầm thôi. Rồi tí xíu nữa nó sôi lên á, rồi mình giảm lửa, rồi cái bắt đầu mình nêm cái nồi nước súp của mình. Trâm cho 2 muỗng muối. Bây giờ để Trâm tiếp tục hầm để đợi cho nó sôi lên rồi giảm lửa nha. Nãy giờ là được khoảng chừng 15-20 phút rồi đó, Trâm mới giảm lửa xuống. Từ nãy nó sôi á, bây giờ cái Trâm hớt hớt mấy cái bọt này ra đây. Hớt hết mấy cái bọt ra, bắt đầu cái mình nêm lại nước lèo theo khẩu vị của gia đình mình. Bạn thích ăn mặn, lạt, ngọt gì đó thì bạn nêm theo theo khẩu vị gia đình nha. Giờ Trâm bỏ thêm một muỗng canh muối nữa. Và Trâm cho vô đây thêm ít đường phèn. Cho một muỗng canh trước đi. Rồi để cho nó tan ra tính sau. Đó thì dễ lắm các bạn. Chỉ hầm xương nè, củ cải nè, thêm một con khô mực. Mà xương á, trước khi mình hầm hầm vô cái nồi mà để mình hầm luôn á, thì mình phải rửa, mình trụng nước nước mình bắt lên cái bếp cho cái nồi khác á, mình trụng cho nó sạch hết mấy cái máu dơ đi, giống như trụng trụng cho nó vừa vừa chín tới, nó hết mấy cái máu đi. Xong rồi cái mình rửa xương sạch lại, rồi mình rửa luôn cái con khô mực. Rồi bắt đầu cái mình bỏ vô cái nồi mới như thế này, rồi mình hầm. Bây giờ Trâm sẽ hầm cái nồi này cho chừng nào tới cái xương xương sụn này nè nó mềm mà mình có thể mình ăn được chung với lại cái hủ tiếu á, thì là Trâm sẽ tắt bếp. Giờ để Trâm tiếp tục Trâm hầm nha. Ở nhà Trâm á, thì Trâm còn được một cái hộp Nam Vang, cái hộp mấy cái cục nêm cho hủ tiếu Nam Vang á.
Nếu mà các bạn có thì dùng, còn không có thì không có cái này thì cái nước súp của mình nó cũng rất là ngon, tự vì mình nấu chung với khô mực á, hành ra với lại củ cải á, và nó sẽ ra cái mùi hủ tiếu rất là thơm ngon. Mà tự vì hôm nay Trâm còn dư một cái hộp này á thôi, cho nên giờ Trâm bỏ vô luôn, chứ mình nấu không bằng cái con khô mực bự như thế này, là nó rất là ngọt, nó ra nó mùi nó rất là thơm rồi, cũng không cần thiết phải dùng cái này đâu. Nhưng mà thôi giờ Trâm còn hộp, Trâm bỏ vô luôn cho nó thêm đậm đà, thêm hương vị nữa nha. Giờ Trâm cho vô. Lửa rêu rêu nãy giờ cũng được khoảng chừng 40 phút á. Bây giờ hồi nãy Trâm mới bỏ thêm mấy cái đầu hành lá vô để cho nó thơm. Hấp dẫn lắm nha. Nước nè, nước trong vắt luôn. Đây nè. Bởi vậy đó là mình lúc nào mình cũng nên trụng cái xương á, trụng cho nó sạch, xong rồi cái mới bỏ vô cái nồi mới hầm lên. Thì cái nước lèo của mình lúc nào nó cũng trong như thế này. Bây giờ tiếp tục hầm thêm cho chừng nào mấy cái xương sụn này nè nó mềm để mình ăn chung với hủ tiếu được là ngon. Hồi nãy Trâm nêm lại rồi thì nó rất là ngon rồi. Các bạn nhớ nêm theo khẩu vị của gia đình các bạn nha. Bao tử với lại tim á, Trâm đã vớt nó ra, nó đã chín rồi. Bây giờ mình ngâm nước lạnh một tí xíu, khoảng chừng 10 phút thôi. Bắt đầu Trâm cắt ra. Ở đây Trâm có một miếng gan heo, Trâm thái ra nó hơi mỏng mỏng như thế này. Bây giờ Trâm sẽ trụng. Trâm thích trụng từng giống như cắt cắt như thế này nè, xong rồi trụng á, cái nó vừa chín tới mình lấy ra liền á thì ăn nó còn mềm và nó ngon. Nè, bây giờ Trâm chuẩn bị cái nồi nước ở đây nè. Còn mà giống như mà luộc nguyên miếng á, xong rồi cắt ra để nó hồi nó khô ăn ăn kỳ lắm. Bây giờ Trâm bỏ một muỗng canh muối, một muỗng canh muối vô nồi này. Nước súp đã xong rồi các bạn, đó, Trâm mới tắt bếp rồi. Giờ Trâm để cho nó sôi lên chút xíu, cái bắt đầu mình bỏ gan vô, bỏ vô là nó vừa chín tới á, khoảng chừng mấy phút á. Nó vừa chín tới xong rồi cái mình vớt nó ra, mình ngâm vô vô nước cái nước miếng nước nước súp này nè, mình bỏ cái gan nó vô miếng nước súp á, nó cái gan nó sẽ thấm cái nước lèo và nó sẽ ngon hơn. Gan đã trụng xong rồi đây. Trụng cách này á thì cái gan của mình á nè nè cả nó mềm lắm, nó không có bị cứng. Bây giờ em lấy miếng nước 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 súp á, xong rồi cái chan vô đây, ngâm cái gan ở trong trong cái nước súp này nè thì nó sẽ thấm nó ngon. Mình lấy nước súp mình chan vô, chừng nào ăn cái mình gắp ra thôi. Mình ngâm nước súp như thế này thì nó không có bị khô, các bạn làm thử giống vậy đi, ngon lắm, sẽ không bao giờ bị cái miếng gan nó bị khô cứng. Rồi xong. Ở nhà Trâm ăn á, Trâm hay dùng cái hủ tiếu này nè, hủ tiếu Nam Vang trong cái gói này nè. Trâm không có lấy cái bột nêm, Trâm chỉ lấy cái hủ tiếu thôi. Hủ tiếu trong cái gói này trụng lên sẽ giống y như cái hủ tiếu mà các bạn ăn ở bên Việt Nam á, chứ Trâm không có mua cái hủ tiếu mà tươi ở bên đây. Hủ tiếu tươi thì nhiều khi nhà hết cái này á mới 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 dùng thôi. Nè bây giờ chị để Trâm trụng cho các bạn coi nè. Bỏ vô này nó chín rất là lẹ, khoảng chừng 30 giây thôi là mình lấy nó ra, cái hủ tiếu nó sẽ dai. Một là cho ăn cái hủ tiếu này, hai là cái hủ tiếu trong kia kìa, hủ tiếu mà hủ tiếu Nhật á thì nó ngon. Còn cái hủ tiếu mà hủ tiếu tươi mà họ bán trong cái bánh phở tươi á thì nó không có ngon bằng cái này. Nhà trụng khoảng chừng 30 giây là lấy ra. Bây giờ Trâm sẽ làm nước sốt ăn hủ tiếu khô. Nếu mà bạn nào muốn ăn hủ tiếu khô á, đây là nước sốt. Cái nước sốt này á là Trâm đã làm rất là nhiều lần trong mấy cái video mà mì và hủ tiếu rồi đó. Nhưng mà bây giờ Trâm làm lại cho các bạn coi đây. Mình sẽ cần tỏi nha, tỏi phi, tỏi nhà Trâm 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 tự phi á. Ở đây là 1/4 chén tỏi phi. Các bạn nhớ lấy cái dầu dầu tỏi luôn nha. Cái dầu này Trâm dùng á là lúc nào Trâm cũng dùng cái dầu trái bơ á, dầu avocado oil á.
thành ra nó không có hại sức khỏe. Cho nên nếu mà các bạn dùng cái dầu này ăn thì không có lo tới bị cholesterol cao hoặc là bệnh nha. Còn ở đây là nước tương, châm xài nước tương tam thái tử này đây, cũng đồng thời là 1/4 luôn. Nếu mà các bạn dùng nước tương hiệu khác á, thì các bạn da giảm ít hơn nha. Tại vì á, châm thấy cái nước tương này nó không có bị mặn. Còn mấy cái nước tương hiệu hiệu khác á, thì nó rất là mặn, cho nên các bạn da giảm lại nha. Rồi đây là dầu hào nè, cũng là 1/4 chén dầu hào. Đây, dầu hào thì Trâm dùng hiệu này, bạn dùng hiệu gì cũng được, mà ở nhà thì Trâm hay dùng hiệu này đây. Và Trâm sẽ dùng cái all purpose sweetener, cái này, hoặc các bạn có thể dùng mật ong. Nếu mà các bạn không có cái này thì mình dùng mật ong cũng được, hoặc là đường. Cái này là muỗng canh nha, Trâm sẽ bỏ vô đây 2 muỗng canh cái all purpose sweetener này. Xong rồi chút xíu tiêu nữa là xong, nước sốt rất là đơn giản lẹ nữa, mà làm cái này rất là lẹ, mà ăn hủ tiếu hoặc là mì khô á rất là ngon. Hay là các bạn dùng cái nước sốt này nè, các bạn xào miếng, trời ơi, xào miếng cái này ngon lắm các bạn. Bởi vậy Trâm làm cái công thức như thế này nè, mỗi lần mà mình làm nước sốt ăn đồ đó, mình không có cần phải mỗi lần làm là mỗi lần phải đứng đó nêm. Làm cái này là lúc nào ra nó cũng chính xác, nó cũng ngon, đều như nhau. Đó, như vậy là xong rồi. Các bạn hãy thử, nếu mà các bạn thích mặn lạt ngọt gì đó, hay theo khẩu vị của các bạn thì các bạn nêm lại nha. Còn cái này thì Trâm thấy rất là vừa ăn đối với Trâm. Bây giờ Trâm làm một tô hủ tiếu khô nha. Múc miếng súp vô chén nè. Có một cái củ cải nữa nó mới ngon. Rồi một miếng hành, một cục xương, xương nhỏ thôi. Bây giờ Trâm làm cho mình một tô hủ tiếu khô nha. Trâm mới bỏ một cục xương vô đây, bỏ vậy thôi, trời ơi, cho nó đẹp vậy thôi chứ không có ăn đâu các bạn ơi. Đây nè, đó, các bạn cũng biết Trâm đâu có ăn thịt heo. Miếng hành ngò nha, rau. Cái này là cần cần tàu, gấp miếng bỏ vô đây, một tí hẹ, rồi cái này lát nữa Trâm lặt vô sau. Bây giờ nè, mở cái này ra, bao tử với lại tim cũng đã cắt ra rồi, bây giờ bỏ lên đây, tim nè. Mỏng mỏng như thế này ăn nó không có ngán. Bây giờ mình chan nước sốt lên nè, trong có trứng cút, tỏi ngâm giấm, ớt ngâm giấm và ớt sa tế đều là nhà làm hết, rau các thứ đồ đầy đủ. Rồi, tô đã gần xong rồi nha. Cái này hôm nay mình ăn khô, còn ăn nước thì khỏi chan cái nước sốt này lên. Bây giờ mình chan nước sốt lên nha. Bây giờ xong hết rồi, bây giờ Trâm ăn thử hủ tiếu khô cho các bạn coi nha. Nè, thấy cộng hủ tiếu là thấy ngon rồi đúng không? Hủ tiếu này á, mình mua cái gói nó như thế đó, như thế này á, về về mà mình trụng á thì nó giống y như cái hủ tiếu mà ở bên Việt Nam á, mấy cái quán hủ tiếu Nam Vang họ 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 bán cho mình á. Ơi, bây giờ Trâm ăn thử nha. Tim nè, với hủ tiếu nè, gắp thêm miếng cần tàu, hẹ. Mời các bạn nha. Hủ tiếu dai, nước sốt hả, thiệt là đỉnh luôn. Rồi, miếng ớt chua nha. Chua chua ngọt ngọt, rất là giòn, đã quá các bạn ơi. Miếng rau. Quá hấp dẫn. Miếng gan nè, hồi nãy Trâm trụng á nè, để Trâm ăn cho các bạn coi nè.
Nó mềm mà nó béo, nó rất là ngon. Các bạn thử trụng cái gan giống như kiểu của Trâm trụng đi, nó không bao giờ nó khô, ngon lắm. Bao tử nè. Đã quá à. Ngon quá các bạn ơi. Ăn mà vui luôn đó nha. Quá happy luôn. Thêm miếng hủ tiếu nha. Ngon quá. Giờ nè. Nước súp. Nước súp đây Trâm có bỏ một cục xương chơi vui vậy thôi chứ Trâm không có ăn. Bỏ cho giống như quay quay phim lên đó cho nó đẹp đẹp thôi chứ Trâm không dám ăn rồi đó. Vậy mà ngộ nha, nước súp thì Trâm ăn được chứ cái thịt mà thịt heo á là không không đụng rồi. Giờ Trâm thử miếng nè. Ồ, quá 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 xuất sắc luôn. Trời ơi nó ngon. Ngon khủng khiếp luôn á. Tụi Trâm nấu tới gần 4 thao xương mà cái nồi đó nó cũng nhỏ chứ nó không có lớn. Nấu một ăn nguyên gia đình ăn một đêm thôi, ngon quá. Đã quá. Húp không nó đã ngon rồi, nhưng mà Trâm hay thích ăn chua chua á, thành ra giờ Trâm vắt thêm miếng chanh nè. Ăn cái này là có miếng chanh nó mới ngon. Rồi bây giờ Trâm húp nè. Chua chua vô cái nó khác liền. Quá đã. Trứng cút. Ngon á. Sáng miếng củ cải. Củ cải mềm ruột luôn rồi á. Ngon quá. Cái hủ tiếu Nam Vang này á, nghe nó khó nhưng mà nó rất là dễ làm. Các bạn chỉ cần mua cho Trâm khô mực. Là khô mực là mình phải có khô mực á, nó mới ra cái mùi hủ hủ tiếu, nhất là hủ tiếu Nam Vang á, các bạn phải có con khô mực nha. Còn không có khô mực thì tôm khô cũng được, nhưng mà nếu mà khô mực á, thì ngon hơn, nó sẽ thơm hơn. Thôi Trâm hẹn các bạn video kế tiếp, nhớ follow để thêm nhiều món ngon nha các bạn. Bye.